想法心事，如何一他？即使已定难三也罢，食得美味会渐觉开怀。无谓人人夜夜感叹，几多爱上暂时忘了吧。偏偏也有甜酸苦辣。 如若有你吞香我，我会控诉最美的声吻。谁愿目的令人动心？慢慢慢慢地呀，偶尔一些感觉，慢慢地呀，渐渐默默在乎内心，是爱是爱这美美，静静一生都会牵挂，平平淡淡亦唔系差，慢慢慢慢地呀，只需将心牵住，慢慢地呀。 Nhưng mà gì? Nếu tố tố chịu so tài với tôi và cũng thắng tôi sẽ đồng ý giao trả một nửa mỹ viên cho các người. Ngoài ra kể cả sư huynh tôi cũng cho cô luôn. Được, Lương Sơn Sang, cô nghe đây. Tôi quyết định so tài với cô, nhưng tôi muốn giao kèo trước. Cho dù tôi thắng cuộc đi nữa, tôi cũng không thèm đề gì khác đâu. Nói chuyện đừng có cự tuyệt như vậy. Phải đâu, nói chuyện đừng có cự tuyệt như vậy. Đừng nói nhiều lời. Muốn thiệt cái gì? Đồ ngốc. Được, người bình phẩm là ai? Có một người thích hợp nhất, nhưng tôi không biết bây giờ người đó đâu rồi. Đây nè. Sư phụ. Sư ông. Sư phụ. Sư ông. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ có sao? Sư phụ. Có sao chứ? Có sao đâu. Thầy không sao, không sao. Sơn Sơn. Sư phụ à, thầy có biết tụi con lo cho thầy không? Thầy không biết. Có lẽ đây gọi là lòng con hiểu lòng thầy, lòng thầy hiểu lòng con, lòng dạ chúng ta. Đừng nói nữa. Sư phụ, thầy hãy giúp tụi con làm nhà bình phẩm. Được. Con muốn sao cũng được mà. Con, bà má ủng hộ con. Ráng lên, ráng lên. Một bên là người đàn bà tôi đã từng yêu, còn một bên là người đàn bà tôi đang yêu hiện giờ. Tôi nên để ai thắng đi? Đừng để thua cổ nha. Thầy ủng hộ con Sang Sang. Giá nào thầy cũng ủng hộ con đó Sang Sang. Nè, không được làm việc cái thí sinh đang thi. Vì cái thí sinh tham dự khi ổng ra ngoài đi. Tôi nè. Từ bấy lâu nay, sư huynh đều là ước mơ của mình. Tôi biết ước mơ của tôi không tài nào thực hiện được. Tú, từ nay tôi giao sư huynh lại cho cô. Hai món đều ngon như nhau. Nè, vậy thật ra là sao? Ai đó. Sư phụ, con hiểu mà. Một người là người thầy yêu, một người là đệ tử của thầy. Thầy rất khó phân xử, nhưng mà dù sao cũng phải có quyết định chứ. Đúng đó. Tới giờ phút này không thể nói đùa được đâu. Tôi biết chứ. Nhưng mà muốn làm một món đồ ngọt cho ngon miệng, cũng như là chọn hoa hậu Hồng Kông, cần phải hội đủ trí tuệ và vẻ đẹp. Hả? Sư phụ à, sắc đẹp thì tôi biết rồi, tức là làm đồ ăn phải đẹp mắt. Nhưng mà đồ ngọt đâu phải là con người, có liên quan gì đến trí tuệ được chứ? Nhưng hễ là đầu bếp nổi tiếng á, món ăn họ làm ra cũng giống như là con cháu ruột thịt của họ vậy. Và bên trong con cháu của họ xuất phát từ tư tưởng của đầu bếp mà. Coi vậy mà nói cũng hay thiệt ha. Đúng vậy. Sau khi thực khách ăn xong món ăn chính và tráng miệng thì họ sẽ có cảm giác hài lòng. Nhưng mà đồ ngọt, ngoại trừ cảm giác hài lòng, cần phải cho thực khách một ước mơ. Và ước mơ này nó phải xuất phát từ bản thân đầu bếp. Có nghĩa là nếu đầu bếp không có ước mơ gì, đồ ngọt của họ làm ra cho dù ngon cách mấy cũng là không ngon miệng. Vậy tức là sao đây? Với vấn đề về thời gian, tôi cũng không muốn nói sâu hơn nữa. Bây giờ tôi công bố, chị Tố Tố thắng. Đồng tố.
quá. Lấy lại Mỹ Duyên được rồi. Lấy Mỹ Duyên được rồi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Chúc mừng cô Tú Tú. Một nửa Mỹ Duyên còn lại và sư huynh tôi giao lại cho cô. Cảm ơn cô. Nhưng tôi đã từng nói tôi chiến đấu vì Mỹ Duyên. Còn sư huynh của cô tôi không lấy đâu. Cô lấy đi mà. Tôi đã nói không lấy rồi mà. Không cần khách sáo mà. Tôi hiểu ý cô. Làm ơn nhận giùm tôi đi mà. Cô đừng năn nỉ tôi nữa. Cô làm ơn nhận giùm tôi đi. Đủ rồi. Hai cô làm cái gì vậy? Coi tôi là cái gì? Tôi là con người mà, đâu phải là đồng tiền lẻ nhường tới nhường lui của phụ nữ các cô. Tôi còn có sĩ diện mà. Sư phụ ơi, thầy làm gì có sĩ diện? Sĩ diện của thầy đây nè. Tôi biết. Cô muốn trông thấy bộ mặt sau khi bị cô hành hạ chứ gì. Bây giờ cô thấy rồi đó. Cô hài lòng chưa? Có gì mà hài lòng hay không chứ. Nhưng mà vậy, tôi thấy bây giờ ở đây vắng người, cho nên tôi... Đáng tiếc là đứng trước mặt mọi người cô đã nói rõ ràng rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi đã bỏ ý định rồi. Từ nay tôi sẽ không tìm cách làm phiền cô nữa. Yên tâm đi. Khởi quá đi. Ý em cũng phải nói chuyện này. Em cần anh mà. Ban đầu khi tôi tới đây cũng vì muốn giúp cho mọi người vực dậy Mỹ Duyên. Bây giờ cả nhà cô đoàn tụ thì đối với tôi như vậy. Anh im miệng đi. Nghe em nói có được không? Từ nay tôi sẽ không đến đây ngắm hoàng hôn nữa. Em sẽ ngắm với anh. Cảnh biển đẹp như vậy, tôi chỉ biết than một câu: vô phước hưởng thụ. Tiền gì cát à? Thật ra anh có cảm nhận được không vậy? Có phải anh muốn giở trò hay không? Tôi đã nói tôi hiểu rồi mà. Nếu cô trách tôi làm cô chướng mắt, tôi đi liền giờ nè. Mặc kệ đi. Trời, tới hôn ảnh là chắc cú nhất. Sáng à, có cần phụ không? Không cần đâu sư phụ. Nấu đồ ăn hả? Cho ai ăn vậy? Sư huynh đó. Con nghĩ chắc cả ngày nay ảnh không có ăn gì rồi. À, lát nữa nấu xong thầy đem cho ảnh ăn nha. Coi như là của thầy nấu vậy. Tôi đem. Ờ, được. Chà, cô cũng còn quan tâm tới trường mau quá. Dù sao anh cũng là sư huynh của con. Hai người chắc chỉ đơn giản là sư huynh muội thôi đó không? Có bảo hai người cũng không phải là loại sư huynh muội đám cưới ha? Dĩ nhiên là không. Sư huynh chỉ đám cưới với một mình Tố Tố thôi mà. Tôi biết trong cuộc thi vừa rồi á, thì cô đã cố tình mà nhường cho chị Tố Tố. Đâu có. Sống chung với sư huynh là ước mơ của con. Con biết ước mơ của con không thể thực hiện được. Theo cách nói của thầy, món ngọt con nấu làm sao ngon miệng được. Sáng là thật đó. Thật ra cô là một cô gái tốt. Cảm ơn sư phụ. Mà quên rồi hay sao? Từ lâu chúng ta đã cắt đứt quan hệ thầy trò rồi mà. À phải. Bé nhỏ, để tôi đem giùm cho. Thank you.
Cảm ơn bên nhỏ. Tôi đem cho Trường Mau giùm cô nghe. Trường Mau, Trường Mau ơi, ra ăn nè, Trường Mau ơi. Sư phụ gọi con hả? Phải, con mau ngồi xuống ăn đi, ăn hết dĩa này đi. Lại đó. Sư phụ biểu con ăn, con nhất định ăn hết. Nhưng để con thu dọn xong hành lý đã. Dọn xong rồi sư phụ. Nhanh về. Ủa, sư huynh, anh đi đâu vậy? Trời đất bao la, chắc chắn sẽ có chỗ để anh ta túc. Nè, Tử Đồ Đại à, con không nên ruồng bỏ chị Tố Tố nha. Thực chất là Tố Tố có cần con đâu. Thầy hỏi con một câu thôi, con có yêu cổ không? Yêu. Nhưng mà vậy thì sao? Vậy thì được rồi. Vậy thì con cần phải mãi mãi ở bên cổ, đừng có rời bỏ người ta. Cổ có muốn gặp mặt con đâu. Vậy thì đừng có để cho người ta gặp mặt. Hả? Nè, tóm lại á, con đợi khi nào cổ cần con sẽ xuất hiện, quan tâm cổ, ủng hộ cổ, vậy là được hả? Con không hiểu sư phụ à. Ê, sao lại không hiểu? Cũng như thầy đối với Sang Sang nè, thầy thường cái gì? Không biết tông ti hả? Ăn lẹ. Dạ. Bé nhỏ, hèn chi hễ tôi nghĩ đến chuyện nhờ anh làm bình phẩm, bé nhỏ lại xuất hiện. Để con biết hết trơn rồi. Nghĩa ơi, xấu hổ quá. Chết rồi trời ơi. Nhảnh gì, ăn đi. Tức tức Ủa, tức tức, sao rảnh rỗi đến thăm tụi tôi vậy? Để đốt trà, đốt trà. Thôi khỏi. Sư phụ Điền à, lần này tôi cố ý đến đây tìm ông đó. Sư phụ à, Tân Tân đến tìm con kìa, có thể tạm ngưng khoan ăn được không? Nè, người đẹp tìm và ăn uống đâu có mâu thuẫn, thì con vừa ăn vừa nói chuyện. Ê, chết rồi, dĩ đồ ăn của con mất tiêu rồi. Sư phụ ở đây nè. Tân Tân, cậu Cao có chuyện hả? Phải. Mọi người cũng biết chuyện đồ hộp hiệu thần bếp làm người ta tiêu chảy rồi. Anh Cao và Hội Thiên Trạch trở mặt nhau rồi, lại còn biết vị giác của sư phụ Điền bị mất nữa. Cho nên anh nói anh không có tư cách làm thần bếp, thậm chí không có tư cách làm đầu bếp nữa. Cho nên bấy lâu ảnh cứ tự hành hạ mình, tôi khuyên ảnh mãi không được. Nên tôi cảm thấy bây giờ sư phụ Điền là người duy nhất có thể giúp cho ảnh đó. Được, để tôi ăn xong tôi sẽ đi với cô tìm cô Câu. Được. Giúp người quan trọng hơn. Con đi tìm người với ăn uống ở đâu có mâu thuẫn. Vô đi tìm với ăn đi, lại lên. Dạ. Ta đi. Cảm ơn ông. Tạm biệt, bye bye. Bưng thay nó luôn. Sư phụ. Kịch à, cậu có thể bỏ mặt tôi về trước không? Sư phụ à, con không thể bỏ mặt thầy. Nếu thầy muốn nhậu, con nhậu với thầy. Sự thế đến bây giờ, tất cả đều tại tôi. Sư phụ, thật ra bây giờ đó, người có lỗi nhất cũng là con. Kinh à, chưa bao giờ tôi nhờ giả người khác. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không? Sư phụ, chỉ cần thầy lên tiếng, kẻ làm đệ tử này treo đeo giữa suối cũng được mà. Thật tình bây giờ tôi rất muốn được yên tĩnh một mình. Cậu về trước đi. Nếu sư phụ nói vậy á, tôi còn lánh mặt lát. Tôi đã biểu cậu đi rồi mà. Cậu, tôi biết toàn bộ câu chuyện cậu bị người ta lợi dụng không phải tại cậu. Cậu cần gì hành hạ mình? Nếu không ngu tôi đã không bị người ta lợi dụng. Thật chất tôi là một người vô dụng, tôi không chết cũng vô ích, anh biết không? Anh Cao, anh đừng vậy. Nếu chết có thể giải quyết được vấn đề vậy thì sẽ có nhiều người chết. Dạ. Từ lúc lần trước tôi thua cậu đến nay, đến bây giờ tâm trạng của tôi vẫn còn bức rứt, chưa hồi phục lại nè. Nên tôi muốn đấu với cậu lần nữa. Tôi muốn đích thân giành lại danh dự thần bếp trên tay của cậu đó. Thôi đi thần bếp à, anh thích thì cứ lấy đi, đấu làm gì? Không được, tôi phải đấu với cậu thêm một lần. Anh đã mất hết vị giác rồi còn đấu cái gì?
Ai nói là tôi không còn gì giác? Tôi hồi phục lại rồi. Tóm lại là xong là tôi phải đấu với cậu thêm lần nữa. Nếu là đàn ông thì một tuần sau cậu phải thực tình đấu với tôi thêm một chán nữa. Nè, một tuần sau không gặp không về, canh chừng nói giùm tôi. Anh Cao à, anh đừng vậy mà. Anh tỉnh lại đi được không? Anh Cao, anh không thể tiếp tục sao chúng như vậy được. Một kẻ vấp ngã đâu có gì, quan trọng là biết cách tự đứng dậy, phải không? Tự đứng dậy cái gì? Thực chất tôi là một phế nhân, đứng dậy cũng vô ích thôi. Anh đừng vậy mà, anh Cao, em chỉ muốn giúp anh thôi. Nghe em nói đi. Tôi biểu cậu về đi được không? Coi như chưa bao giờ quen tôi. Phải, em không quen với anh. Em không quen một kẻ như anh, quá dễ dàng bỏ cuộc, không biết trân trọng mình, nhu nhược đến như vậy. Ra ngoài đây mà đi. Không có tiền mà đặt nhậu nhẹt muốn tiền tình trạng vô dụng gì đâu là vô dụng. Nè anh bạn, anh không sao chứ? Tôi không sao. Chứ thăm hỏi chú cũng nạt nộ, đúng là rác rưởi mà. Phải, tôi là rác rưởi đó, vậy sao hả? Sư phụ, thầy không phải rác rưởi. Sư phụ à, buông tôi ra, buông tôi sư ra phụ. Người ta nói thầy là rác rưởi vô dụng, buông tôi ra đi. Đâu cho sư phụ, thầy nghe con nói nè, người ta nói thầy là rác rưởi, thầy phải đứng lên nói cho người ta biết thầy không phải là rác rưởi. Sư phụ, sư phụ, tôi còn dẫn thầy lên tới chỗ này. Vô đây làm gì? Sư phụ vô đi. Tôi đi về. Nè 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 nè, đừng mà sư phụ, đừng mà, cực khổ lắm á. Con mới mượn được cái chìa khóa dẫn thầy về đây nè. Ở đây không còn như trước. Đã đổi chủ mới rồi. Nè sư phụ, Hoàng thất hoa hồng nè, cái gì cũng có tình cảm hết. Con nghĩ bây giờ chắc cũng vậy. Kinh này cậu làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Đây là khăn lau nhà mà. Thì cũng là đồ của Hoàng thất hoa hồng thôi. Đối với chúng cái gì con cũng có tình cảm. Không ai ở không như cậu. Sư phụ, sư phụ à, đừng đi mà. Thầy nhìn chỗ này đi, là nơi thầy đã phấn đấu nhiều năm. Thầy nhìn thêm lát rồi hãy đi. Đã thay đổi hết rồi, còn gì để đáng nhìn chứ. Tôi xin lấy đàn cầu, công tha năng ngồi trời cho châu, chỉ sẵn chúng ta có cơ sâu sâu và đây trời thông đầu. Hồng siêu hàm đó cái quân nhau, tìm si si đích trời sâu hầu, nam đích thiên lục đích châu châu liền dễ cũng man lầu. Tôi xin lấy đàn cầu, cùng tha lòng ngồi trời cho châu,
既想开口又怕开口，烦恼更系愁。而佢极温柔，来等等等我追求，要勇气道出真心爱，歌轻轻奏。我心里间求，共他能爱在错错，只想跟他拖拖手手，把地再动摇。红烧看我的温柔，天丝丝叶在渗透，蓝绿的目的初初愿野共漫游。安娇，安娇又呢？Em không còn sức để giận anh nữa. Em chưa ăn cơm mà. Trừ khi bây giờ anh chịu vô bếp nấu đồ ăn cho em ăn. À phải đó sư phụ à. Tóm lại con cũng thấy đói bụng nữa. Anh Cao à, dù thế nào đi nữa tụi em cũng đứng về phía anh mà. Sư phụ à, coi như là con đường trước đây thầy đi đã lầm, bây giờ làm lại từ đầu. Còn có thể sao? Nhất định có thể. Bữa này coi như là bữa đầu tiên anh làm lại. Sao không ngủ ngồi hết ngoài này vậy? À hay quá sư phụ, đợi thầy nãy giờ. Có một chuyện con phải phỏng vấn thầy mới được á. Đi. Gì? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nè, nói gì thì nói nghe. Ngày mai á là ngày chính thức dự thi. Làm sao chút xíu phản ứng hồi hộp thì cũng không có vậy thầy? Tôi đã nói là tôi giúp cho cậu Cao. Muốn thắng thì khó thôi, nhưng mà muốn thua thì có gì đâu. Hả? Tội gì hồi hộp? Anh không muốn làm thầm bếp như trước sao? Ừ. Muốn thì có ích gì? Anh đã mất hết vị giác rồi. Muốn thì sao đây? Bây giờ sư phụ đang làm một món ăn cho anh thử, không chừng sẽ có cơ hội hồi phục lại vị giác. Phải đó, bác sĩ đã nói rồi, cơ hội lấy lại vị giác của anh rất mong manh. Ngủ đi, đừng có phí thời gian nữa ha. Ngủ ngủ ngủ. Đây tiểu đồ đại à. Chà, còn nóng nữa nghe. Tới kia, mà uống này. Cái gì đây? Là đồ ngon đó, uống vô bảo đảm không có sao đâu. Uống đi thầy, uống đi. Trời ơi. Uống đi. Nào nói gì thì nói nghe, cái này là cái gì vậy? Tôi cực khổ lắm mới xin được từ Quỳnh Đại Tiên đem về. Trời ơi, cái gì vậy sư phụ, tàn nhang mà. Ra nông nổi như vậy cái gì cũng phải thử chứ. À, sao còn để đó, uống đi. Không uống nữa. Uống đi, uống thêm hớp nữa đi. Hai. Ủa cái Liêm, khuya rồi còn đi đâu vậy? Tìm tôi hả? Nhớ vào. Đàng hoàng chút đi. Chúng tôi tới đây là giúp sư phụ Điền hồi phục vị giác. Là đem trà thánh đến cho tôi uống hả? Không phải, sư phụ Điền, ông may mắn lắm. Tôi vừa ở đây lục qua, có ghé thăm một cao thủ đặng cao nhân. Ông cho tôi lọ thuốc này. Nè, ông nuốt luôn cả chai rồi sẽ khỏi ngay. Nuốt cả chai, thử đi. Phải đó, phải đó. Còn tôi nữa, tôi mới học được massage bằng chân. Chỉ cần tìm được quyệt vị đầu lưỡi sẽ có thể chữa khỏi đó. À, đúng đó, đúng đó. Nè, hay là chúng ta làm thử coi sao. Trời. Tôi biết là mọi người tốt với tôi, nhưng mọi người biểu tôi ăn cái gì làm cái gì cũng vô ích thôi. Xin chào. Không có phiền anh chứ. Lại đến đây giúp tôi hồi phục vị giác hả? Đúng rồi, ông thông minh thiệt đó. Ông chủ gì mà Ủa hai đứa cũng tới rồi à? Dạ phải. Nè hay quá, tới phụ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Mà làm gì vậy hả? Dì Mập à? Dì Mập hả? Sao không thấy Tố Tố vậy? Ờ, nó ngủ rồi. Tụi tôi ra ngoài cũng không dám đánh thức nó. Ngày mai sẽ gặp thôi sư huynh. Nếu ngày mai anh thắng được danh hiệu thần bếp, em đảm bảo Tố Tố sẽ tới đây để chúc mừng anh mà. Có không đâu. Có. À, nè, đừng nói nhiều nữa ha. Nè, chiêu của chúng ta gọi là qua một lần chết để được sống.
nè, tôi mới làm một cái lẩu cay nhất. Sau khi ăn xong, lập tức sẽ có vị giác gai. Phải không đó? Phải. Nè nè nè, dẫn ổng qua bệnh đi. Về lên, qua đi, qua bệnh đi. Tới đây, sư phụ Điền, tới đây, ngồi xuống nha. Đúng rồi thầy. Cha, có được không đó? Khoan đã. Rốt cuộc tôi đã tìm được. Mọi người coi nè, sơ đồ phân chia vị giác ở đầu lưỡi trong sách giáo khoa năm lớp 4. Dựa theo sơ đồ này, lưỡi của loài người đối với mùi vị khác nhau sẽ có những vị trí cảm ứng khác nhau. Nè, thí dụ, đằng trước của đầu lưỡi là đối với vị ngọt, đằng sau của lưỡi là đối với vị đắng, nhưng bên này là vị chua. Nói một cách khác, tổng thể là vị mặn. Bây giờ điều chúng ta cần làm là kích thích nó một cách độc lập thần kinh cảm giác trên đầu lưỡi. Tức là trước tiên cho thử loại mặn nhất, sau đó thì ăn ngọt nhất. Dựa theo cách này có thể chấp nhận được. Bây giờ thử loại cay nhất cho đây. Đừng. Sư phụ, hôm nay khí sắc đẹp lắm, có thể thắng đó. Cảm ơn cậu Kinh. Cảm ơn con thì ít gì, cảm ơn Tân Tân kìa. Đúng, cũng nhờ Tân Tân, lần này tôi mới có thể vực dậy được. Thầy định đi đâu? Tôi đột nhiên tôi muốn gặp cổ lắm á. Thầy sắp dự thi rồi còn chạy lung tung, lỡ ảnh hưởng tâm lý dự thi thì sao? Nếu không có Tân Tân, tôi không có cuộc thi lần này đâu. Cho nên cuộc thi này không quan trọng, Tân Tân mới quan trọng hơn. Đúng vậy, nhưng ít ra thầy cũng phải lau cái mặt đã. Chứ để như vậy làm sao ra ngoài gặp người ta? Đúng rồi hả. Nào tôi đẹp trai không? Đủ rồi. Tân Tân. Chào anh. Anh sẽ phấn đấu gì em? Thật ra lần này anh chịu đứng ra dự thi á, em đã vui lắm rồi. Còn chuyện thắng hay thua, đừng làm cho mình bị áp lực nặng quá. Anh nhất định nha là em. Sư phụ. Sao lại là cậu? Tân Tân nói là đợi thầy ở ngoài á. Thầy mau thay đồ đi. Sư phụ à, nụ hôn đầu của con đã trao cho thầy. Từ nay con sẽ theo thầy luôn. Con sẽ chăm sóc thầy đàng hoàng ấy, sư phụ. Sao sao chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sư phụ sao thầy ngồi đây vậy? Tất cả cũng cả mọi người, hôm qua cho tôi an toàn những món chua đắng ngọt cay, làm đi muốn chết luôn nè. Ở trong này thúi quá, mình đưa nó ra ngoài nó đi. Ngoài thúi quá. Nè cho nó ngồi chỗ này. Cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Sao rồi? Không có sao chứ? Nè sư phụ, bụng của thầy sao rồi? Không sao, chỉ cảm thấy hơi lạc miệng thôi. Để con rót ly nước cho thầy nghe. Lại đi. Sư huynh à, anh nằm nghỉ chút đi, lát nữa thay đồ tham gia cuộc thi nữa. Được rồi, nhây quá. Nè sư phụ, uống ly nước đi. Tôi đây, cẩn thận nha. Cảm ơn sư phụ. Sao lạc nhách vậy nè? Trời, nước dĩ nhiên là lạc rồi. Vậy cũng phải. Cũng tại anh mất vị giác nên mới lạc miệng vậy thôi. Nói gì nói chứ, thiệt tình tôi rất muốn ăn những món có mùi vị. Nè tiểu đồ đệ. Dạ. Lại lên, thử coi ly này có mùi vị gì khác không? Không. Mặn quá. Thêm đường. Thêm đường, thêm đường. Thêm đường lại lên. Đường nè. Nè thử ly nước này coi. Sao vừa ngọt vừa mặn vậy nè? Chắc là tối hôm qua kiến thức sinh học năm lớp 4 đã giúp được con rồi. Không lẽ con đã hồi phục lại vị giác? Các vị, rốt cuộc hôm nay cũng có thể chính thức tổ chức một cuộc thi công bằng. Tôi rất vui và rất hân hạnh. Hy vọng một trong hai vị có thể khẳng định người nào là thần bếp thật sự. Đề tài cho cuộc thi hôm nay là dùng tâm linh. Hai người có thể chế biến tùy tâm trạng của mình bất kể món gì để phát huy được không gian hiện có của mình. Bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cậu thì sướng quá,
Tú Tú không thèm đến đây nữa. Tôi thì dì Tân Tân, anh thì dì Tú Tú. Chúng ta hãy cùng phấn đấu. Được thôi. Thưa sư phụ, món ông nấu là chè hột sen bách hợp. Phải, tôi gọi nó là nồng tình mật ý. Điền sư phụ, loại anh nấu là cháo bạch quả tàu hủ chi. Đúng vậy, tôi đã đặt tên cho nó, gọi là từng muỗng sầu, sầu thêm sầu. Cái tên mà anh đã đặt cho nó quả thật không sai, làm cho người ta nhớ lại những chuyện không vui. Một chén chè hột sen bất hợp tầm thường, không ngờ lại chứa đầy ý nghĩa. Vị ngọt nằm trong miệng lẫn quẩn không chịu tan, thật sự làm cho người ta nhớ lại một cuộc tình duyên, những cảnh tượng tuyệt đẹp trong quá khứ. Sư huynh chủ yếu là dụ người ta khóc. Lần này sư huynh thắng chắc rồi ha, Hà Bé. Chắc vậy. Các vị, có một chuyện tôi rất muốn nói cho mọi người đều biết, để cho mọi người hiểu rõ. Thực phẩm ngoài việc làm cho người ta no bụng, quan trọng nhất là phải mang đến niềm vui. Cho nên tôi tuyên bố Kiều Bách Cao thắng. Quán hôn sư phụ, quán hôn sư phụ. Thần bếp là thầy rồi, thần bếp là thầy rồi, thần bếp là thầy. Chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu cũng đã được cái mà cậu muốn. Cảm ơn. Cậu, chúc mừng cậu, tôi thua một cách tâm phục khẩu phục. Cảm ơn. Sư huynh. Anh đâu có gì? Hay quá. Hay quá, hay quá. Tiếng bé nhỏ, anh mau ra coi sư huynh đang làm gì nè. Từ lúc đi thi về nhà anh đã cười tới giờ đó. Phải đó. Điên thiệt. Bốn chữ cũng đủ giải thích rồi. Thất vọng, tình cảm. Ai, chú mau. Thầy biết là con chưa hồi phục vị giác, con gạt thầy không có được đâu. Làm cháo bạch quả, vị của nó thanh đạm dễ khống chế chứ gì. Ai, con vị bạn bè như vậy là một người đàn ông tốt. Tô Tô nhất định sẽ chấp nhận con. Đừng bỏ cuộc. Hả sư phụ? Thì đó thầy. Tôi là một đầu bếp đã mất vị giác rồi. Tôi vô dụng. Tôi không chết cũng vô dụng. Tôi không muốn liên lụy Tô Tô. Sư huynh à, Tô Tô sẽ không yêu anh vì anh đã mất vị giác đâu. Cô không tạo cơ hội cho anh thì anh hãy tự tìm cơ hội. Anh đừng vậy mà. Thấy con vậy, thầy làm sao mà yên tâm đi được. Sư phụ, thầy lại đi nữa. Đám đồng quân của thầy á, lại là một chuyến vòng qua thế giới. Sư phụ, nói thiệt, thầy thường ra vào nhà của con, phiền lắm, nói nhây quá, ồn ào lắm. Nhưng mà con đã quen rồi, giống như là một phần cuộc sống của con vậy. Con không nỡ xa thầy sư phụ à. Sư huynh à, còn có em và tôi Đinh ở đây với anh mà. Sao, qua đây. Có món quà này tặng cho cô nè. Tặng cho tôi, tặng cho tôi. Đồ đông quân. Tôi muốn cô có thể mặc nó cùng tôi đi một chuyến. Sao sang à, em được như ý rồi đó. Dạng như sư phụ bị tuyệt chủng lâu rồi. Phải đó, đừng có bỏ lỡ nha. Mấy người thấy ghét quá. Sang, 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 Sang à. Sư phụ. Sang. Trời ơi,
Thôi sư phụ à, hả? Để cho nó bình tĩnh lại suy nghĩ đi, nhịp tim của nó đập thình thịch vậy đó. Thầy cũng hiểu mà. À, nhưng mà vậy sư phụ à, nếu thầy và Sang Sang đi, con cũng phải đi. Tiểu Đinh, lần trước cậu đã dọn đi nửa vali rồi phải không? Dọn thêm một nửa còn lại luôn. Dạ. Ê, cần gì hối hả vậy? Đợi Mỹ Vị Viên khai trương lại rồi hả đi. Cũng được, Mỹ Vị Viên khai trương lại con mới yên tâm ra đi. À, đến lúc đó Tố Tố xuất hiện, vậy thì trọn tình trọn nghĩa. Không chừng tới lúc đó con nói khác à. Con nghĩ chắc không có hy vọng đâu. Bé nhỏ. Sư phụ, ráng chịu, đừng có xì nha. Ê, ráng chịu nha, đừng có xì. Chị Mập. À, để tôi đếm. Một, hai. Một dấu bốn lời, đu màu bán đất. Đu màu bán đất, hả? Chị Mập, ông chủ, tập đoàn Thiên Dương đem qua tặng nè, đẹp thiệt nghe. Hường đem giúp cho. À, cũng được, cũng được, đi đẹp thiệt ha. À, nè bà, nói gì thì nói, ông Hồ Thiên Trạch này cũng biết quan tâm mình lắm ha. Ừ, tôi nghĩ lãng hoa này chắc chắn là của cô Dung Dung mua, cho nên đằng sau người đàn ông thành công nhất định phải có người đàn bà giỏi nhất rồi. Biết rồi, biết rồi. Tôi biết sau lưng tôi có người đàn bà rất 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 rất, rất giỏi chứ gì. Tôi đâu có chối. Phải rồi, phải rồi. Ba má à, hả? Chúng ta có thể khui xăm banh rồi. Chưa được đâu. Sư phụ Kiều và Tân Tân chưa tới mà. Vậy à? Ờ, vậy đợi thêm một lát con đi ha. Ủa sư ông, trời đất ơi, chai xăm banh chưa khui sao hai người lại có xăm banh uống vậy? À, chắc là nước ngọt của Kỷ Liêm, ngọt lắm á. Hả, có không? Trời, gì cũng được sao? Kỷ Liêm. Con Đinh. Chú Đinh à, tôi và Kỷ Liêm thật lòng yêu nhau, không được làm khó dễ cổ. Anh đừng làm khó dễ đại hôn nhá. Cô đừng nói nữa. Thật ra tôi cũng hiểu là cô đã chọn đại hôn từ lâu. Tôi đâu có gì đâu, hả? Tôi thoải mái lắm, dễ chịu lắm. Sư phụ. Nè bà xã, hả? Tôi thiệt không ngờ sư ông và Sang Sang, Đại Hùng và Kỷ Liêm, bọn họ. Cho nên tôi thấy mấy chuyện duyên số này không thể giành giật được. Nói tới là tới ha. À, nhưng nhiều khi cá tính cũng có thể thay đổi số mạng đó. Nếu như duyên số đã tới mà cứ cứng đầu từ chối không nhận, vậy là vụt mất, phải không? Tôi đồng ý. Thiệt tình vụt mất rồi. Tố à, thật ra bây giờ mọi việc đã giải quyết hết rồi. Cô đừng đối chọi với hạnh phúc của mình nữa. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, Sang Sang. Sư phụ à, sư phụ Điền, sư phụ Điền à, ông đi đâu vậy? Sư phụ Điền à, sư phụ Điền à, nè, để rồi đấy. Tiểu Đinh, sư phụ cậu đâu rồi? Cô không đếm xỉa, ông bỏ đi rồi. Phải ảnh không vậy?望着你的背影，不想否认这次在心内的目送你别去，在这一刻无法安静。其实我有话要说，从前曾是若即若离，但我记住了离散的记忆。 我俩有开心的、不开心的，都每寸的累积。
而我月也坐卧，别在花光雨下的日期，来又去已令我伤心，一切就像是注定。满写的感情怎能说清？林二家，anh nghe đây, tôi không xôi để cho anh thấy đâu, tôi muốn nhận ông làm thầy. Ông dạy tôi nấu ăn đi. Thật ra tôi là thầm bếp Kỳ Nhất Sơn. Kẻ làm ba cô mất tích chính là tôi. Từ nay tôi và anh cắt đứt quan hệ. Dù sao người mà tôi yêu là anh Cát mà. Là anh Cát. Thật ra em... Tôi không cần nói gì hết. Tôi hiểu mà. Tôi sẽ tự động biến khỏi đây. Chị Cát à. Giờ mọi cùng sân khai trị. Vì yêu mi, nhìn mong chân lý đắn rơi pha giấc cơ nhận. Nị đi xong, đi rồi mô xong, bị chị đi xong gắn, dù đi lại thân. Lời yêu đình đi bắt bắn, gần gà sơn chân, đi bắn sơn lưng lưới đô gò gần. Mỗi yêu tiên, yêu ngọc hóc ngọc lắm. Cái tim ngọc lắm anh. Sâm sâm yên mãn. Thật tình là anh cảm nhận được có gì ngọc. Không lẽ anh đã có gì giá? Đúng rồi, lúc nãy khi em làm cánh gà đó, em cứ tưởng mặt ông mà. Có phải là vì mặt ông không? Không biết. Có thể cho anh thử lại không? Xin xin một mẫn. Sư ông à, phải đó, sau khi sinh con phải đẹp hơn chúng nó mới được. Thiệt tình, con nhỏ đi nãy giờ vẫn chưa có về, không biết nó có bị gì hay không nữa. Nè, tôi không lo gì hết, tôi sợ nó tìm không được sư phụ Điền, lại không muốn về gặp chúng ta. Vậy thì sao đi? Hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm họ? Cũng được. Để tôi đi được rồi. Khoan đã, để tôi đi theo. Anh với chị Liêm đi. Mọi người không cần đi nữa. Mọi người xem nè, chúng ta ra ngoài đường lượm được hai người này về rồi nè. Trời ơi, hôm nay vui thiệt nghe. Bây giờ chúng ta là kết cuộc đại đoàn viên rồi. Cuối sớm anh. Đúng bản lĩnh ha. Nhìn thiên thần tan đâu qua. Sáng pha xâm xì kì vội gia tha. Dịch xì kì hình nàn xa gia ba. Dịch tắc mê mê vội chìm có khói hoài. Mù quay gian gian dễ dễ cảm thân. Chỉ tô ngồi sơn tan xì mong điêu ba. Nhìn thiên đà dầu dìm xuyên phủ la. Nhìn nhớ giáo lý tham hà ngọ, ngọ vui hơn tâm tươi mê tích sinh mạng.